Hôm nay chúng ta học một cái môn mới ha, môn mới thuộc kêu là Advanced Java 1. Chúng ta sẽ lập trình các cái chương trình mà nó có cái giao diện người dùng. Chứ không còn là những cái giao diện ở mức console, tức là những cái giao diện chỉ toàn là chữ thôi ha, chỉ toàn là text thôi. Mà bây giờ nó sẽ có những cái component, tức là một số cái thành phần, một số cái control. Thì hôm nay chúng ta học bài thứ nhất là chúng ta sẽ giới thiệu về cái gói Swing ha, giới thiệu về gói Swing. Thì trong cái Java 2.0 á ha, thì nó đã giới thiệu cho các bạn cái phần GFC, nó kêu là chữ Java Foundation Flash. Thì nó là một cái framework đồ họa ha, framework đồ họa. Thì trong đây nó bao gồm một số cái các cái class như là AWT ha, Java 2.0 nè, thì nó bao gồm là AWT, là Abstract, Window, Abstract Window, Toolkit, Toolkit, rồi bao gồm gói gì, Swing, rồi Java 2D, rồi. Thì tụi em thấy đây là một cái bộ công cụ để cho phép chúng ta tạo ra được những cái giao diện người dùng, giao diện và giao diện bằng đồ họa. Swing cũng vậy, và Java 2D cũng vậy. Thế thì cái thằng Swing nó là một cái framework dựa trên cái mô hình MVC, dựa trên cái mô hình MVC. Chút xíu giải thích MVC làm sao. Rồi nó hỗ trợ cái công nghệ Pluggable Look and Feel, tức là Look and Feel có nghĩa là gì? Nhìn và cảm nhận. Nhìn vào và cảm nhận được. Có nghĩa là sao? Tức là những cái giao diện nó mang tính trực quan. Giao diện mang tính trực quan. Nhớ nha, giao diện mang tính trực quan. Hôm nay chúng ta viết những cái chương trình là cái giao diện chúng ta thấy nó có hấp dẫn không? Thấy nó có quyến rũ không? Giao diện hiển thị toàn là text không à. Ví dụ như mời bạn nhập số N, sau đó chúng ta nhập N, chúng ta nhấn Enter ra kết quả cũng dạng text luôn. Thì chúng ta thấy cái giao diện nó không có lôi cuốn người dùng, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta sử dụng gói Swing thì cái giao diện nó trực quan hơn, nó lôi cuốn hơn. Đây ví dụ, ví dụ đây là cái giao diện, các bạn thấy nó có cửa sổ đúng không? Trên cửa sổ nó có những cái component, ví dụ đây là những cái component như là cái nút nhấn là component này. Được không? Rồi cái gì nữa, các bạn thấy gì nữa nè? Button, rồi radio button đúng không? Đây là những cái component, thì các bạn thấy nó trực quan không? Có những cái nút nhấn để chúng ta nhấn vào thì nó trực quan gì nữa không? Thì đây là thể hiện cái giao diện bằng đồ họa. Tương tự ha. Thì ngày xưa người ta dùng cái phần là AWT, tức là Abstract Window Toolkit ha. Thì cái thằng này nó kế thừa từ những cái đoạn code của hệ điều hành mà cái chương trình Java nó chạy trên đó. Tức là hệ điều hành nó sử dụng cái đồ họa gì thì cái thằng AWT này nó sẽ vẽ lại dưới cái hệ điều hành đó không? Rồi thì cái này do nó phải kế thừa và nó sử dụng lại cho nên nó tốn những cái chi phí ha. Nó tốn những chi phí. Đây ví dụ ví dụ cái máy này nè, chạy trên Windows hay là máy Macintosh hay gì đó, thì cái nền tảng của nó đó, nó đã xây dựng lên những cái nút nhấn này rồi, được không? Thì cái hàng AWT á là nó xây dựng lên cái nút nhấn là cũng kế thừa từ cái nút nhấn của hệ dưới hệ điều hành đó thôi. Rồi nhưng mà Swing á, ngày xưa người ta dùng cái này, nó kế thừa từ đồ họa dưới hệ điều hành nên nó tốn một chi phí, tức là nó phải gọi lại ha. Bây giờ thì có Swing nè, Swing nó tiện lợi gì hơn Swing thì nó lightweight, các bạn thấy nó có chữ lightweight ở đây, có nghĩa là nó nhẹ hơn, có nghĩa là khi mà thực thi nó đó thì nó ít tốn chi phí hơn Tại sao vậy? Tại vì á, thứ nhất là cái giao diện của nó đẹp hơn, nó quyến rũ hơn nè, các bạn thấy chữ appealing, quyến rũ hơn Rồi thì tại sao? Bởi vì a
AWT thì luôn luôn kế thừa nhá, kế thừa từ hệ điều hành mà nó chạy trên đó. À, còn cái thằng Swing này là nó là do thằng Java nó vẽ ra, hệ thống Java nó tự vẽ, không có kế thừa những cái control của những cái component của hệ điều hành, được không? À, cho nên nó tự vẽ ra thì nó nói đẹp, được không? Và nó không có tốn chi phí. À, rồi ví dụ đây các bạn thấy một số cái control của Swing, các bạn đã nói là cái nút nhấn này đẹp hơn cái nút nhấn hồi nãy, các bạn đồng ý không? Thấy đẹp hơn không? Để mà là nó tự vẽ, còn cái kia là nó kế thừa từ cái hệ điều hành đang xét, hệ điều hành nó chạy trên đó. Đó thì đẹp hay không mốt mình sử dụng mình sẽ thấy ha. Và còn những cái thứ gì đẹp hơn nữa thì mốt mình sẽ tìm hiểu thêm. Rồi hồi nãy nói là gì, hồi nãy là chúng ta nói là cái gói Swing này nè là nó sử dụng cái kiến trúc MVC, đúng không? Thì chúng ta cũng phải tìm hiểu xem kiến trúc MVC là cái gì, đúng không? Kiến trúc MVC là một cái mẫu thiết kế đồ họa ha, mẫu thiết kế đồ họa, mẫu thiết kế giao diện ha, của người dùng ha, cái mẫu thiết kế giao diện người dùng ha, theo cái mô hình hướng đối tượng ha. Thì được giới thiệu bởi công ty Montauk ha, vào năm 1970 rồi. Thì kiến trúc này nó có ba đối tượng ha. MVC, các bạn nhớ chữ MVC đúng không? Thì các bạn phải nhớ chữ M viết tắt của chữ Model, V viết tắt chữ View, và C là viết tắt chữ Controller, không? Và nhiệm vụ của Model làm gì? Nhiệm vụ của View làm cái gì? Nhiệm vụ của Controller là cái gì? Các bạn lưu ý đó, đối với mô hình hướng đối tượng thì mọi thứ nó cố gắng nó tách biệt ra, không có liên quan gì. Tất cả các cái thành phần trong cái mô hình phát triển đó, nó luôn luôn tách biệt, nó không có liên quan. Ví dụ đây tách biệt chỗ nào nhé. Về cái đối tượng model thì nhiệm vụ làm cái gì các bạn? Model là chỉ chứa dữ liệu và trạng thái của thành phần của component. Như vậy nè, model là chỉ chứa dữ liệu và chứa trạng thái, như vậy nó có xử lý không? Không. Nó có vẽ ra thành một cái hình đồ họa cho người dùng coi không? Không luôn. Các bạn thấy tách biệt không? Mỗi người một nhiệm vụ. View, còn view là gì? View thì các bạn dịch ra các bạn, view có nghĩa là gì? View là xem, tức là cái gì để xem đồ họa, đúng không? Là giao diện để xem, đúng không? Thì cái view này là trình bày cái giao diện của component. Được không? Cái view này chính là nó vẽ ra một cái component. Rồi, control. Control là gì? Các bạn ý nghĩa control là điều khiển, đúng không? Tức là nó sẽ nhận dữ liệu từ view, nhận cái trạng thái từ view, nó xem coi trạng thái của component nó có thay đổi gì hay không, và nó xem coi là ứng với trạng thái thay đổi đó nó có gọi các cái sự kiện tương ứng hay không. Và nếu như nó cần dữ liệu thì nó sẽ giao tiếp với ai? Model. Nó thông báo thay đổi trạng thái, thay đổi dữ liệu trạng thái thì nó thông báo với ai? Với lại view. Được chưa? Đó. Tuy nhiên cái gói Swing này nó line, nó không hoàn toàn MVC mà nó gọi là cái mô hình hoàn toàn tách biệt, nó gọi là mô hình Separable Model Architecture, tức là mô hình kiến trúc mô hình tách biệt, hoặc là kiến trúc mô hình ủy quyền, thì đưa ra người ta ủy thác. Nó không hoàn toàn là MVC là bởi vì các bạn thấy là cái phần view, phần controller nó gộp lại, đúng không? Nó gộp lại, nó gọi là đây là cái giao diện, gọi chung là giao diện ha. Và nó có cái phần model, được không? Còn MVC thì nó phải có ba phần là phần gì? Model, view, controller. Còn qua tới hàng Swing nó cũng sử dụng là model, view, controller, nhưng mà nó có khác, nó hơi lai chút xíu, nó hơi biến đổi chút xíu, là nó gộp hai này lại thành một phần thôi, đó là giao diện. Như vậy sau này rất là dễ, giao diện và trạng thái của nó có sự thay đổi hay không, component nó có thay đổi hay không, và nó nếu nó cần dữ liệu thì nó giao tiếp với lại đối tượng gì? Model. Như vậy thôi. Rồi, như vậy như thầy đã nói ha, khi chúng ta sử dụng gói Swing là chúng ta sử dụng những cái giao diện người dùng bằng đồ họa, được không? Vì vậy chúng ta sẽ làm quen với những cái khái niệm về giao diện người dùng bằng đồ họa. Thứ nhất là khái niệm container. Container là gì? Container chính là cái là một component để chứa component khác. Nhắc lại, container là một component mà cái component này để chứa component khác. Ví dụ các bạn thấy cái giao diện này tôi vẽ ra, cái giao diện này
Các bạn thấy cái giao diện này nè, đập vào mắt mình là cái ở phía bên ngoài nó là cái gì, các bạn thường gọi nó là cái gì? Cửa sổ, đúng không? Đúng không? Thì cái này nó là component, nó gọi nó một cái thành phần component, đúng không? Trên cửa sổ này nhiều khi các bạn có thể thấy những cái gì nữa? Thấy gì nữa? Hai cái nút, đúng không? Thì những cái này cũng gọi là gì? Component. Bạn đồng ý với tôi không? Đồng ý không? À. Tuy nhiên cái component này nó dùng để làm gì? Dùng để tương tác người dùng, đúng không? Người dùng click vô, đúng không? Còn cái component này thì ở phía bên ngoài là nó chỉ đang làm gì? Chứa component. Đồng ý không? À, chứa component bên trong. Như vậy các bạn phân biệt container chính là component để chứa component khác. Được chưa? Như vậy container nó có hai loại. Container có hai loại ha. Thứ nhất là top level container. Và thứ hai là non bubble. Rồi, top có nghĩa là gì? Top có nghĩa là gì? Top level có nghĩa là gì? Mức gì? Cao nhất, không thể nào cao hơn nữa. À, thì cái này nó gồm có những cái component như là Z-frame, Z gì? Dialog, Z gì nữa? Upland. Như vậy nếu như tôi nói đây là một cái cửa sổ thì còn cái gì nó chứa cửa sổ nữa không? Nếu tôi mở lên có một cửa sổ thì còn có cái gì chứa cái cửa sổ này nữa không? Không còn, đúng không? Không còn. Như vậy nó có phải là top chưa? Nó cao nhất rồi. Như vậy nó thuộc cái dạng gì? Container top level, cao nhất, được không? À. Và tuy nhiên nó còn một cái container có kiểu thứ hai, đó là general purpose, tức là theo container này là một cái container để chứa cái là một component chứa component khác, nhưng mà nó không phải là cao nhất. Ví dụ gì 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 bên nào gì nữa gì laser band à, và gì desktop band, vân vân các bạn ha, vân vân. Tôi ví dụ cho các bạn, nó là một container thì nó là một cái component để chứa component khác. Ví dụ ở đây tôi có một cái panel. À, một cái panel. Trong cái panel này nó có những cái ô text box và nó có cái nút nhấn OK. Đúng không? À, như vậy có phải nè, nè cái này là container, đồng ý không? Tại sao? Tại vì nó chứa cái gì? Chứa component bên trong, đúng không? Vậy nó là container chứ nữa, đúng không? Nhưng nó không phải là cao nhất không? Không, cao nhất là hàng nào? Cao nhất là nè, là cái cửa sổ nè, là Z-frame, nó cũng là container nhưng mà thuộc dạng top level. Còn thằng này là thuộc dạng gì? Generation bubble. Có hiểu không? Khái niệm thôi, chưa đụng gì vô kỹ thuật lập trình cả ha. Chưa đụng nhiều vào cái phần lập trình xử lý cả, để hiểu khái niệm thôi. Được chưa? Phải phân biệt đâu là container theo kiểu top level và đâu là generation bubble ha. Rồi. Thì đây là cái kiến trúc nó gồm có 4 phần. Thứ nhất là class band. Class band tức là bề mặt của cái container ha, class band. Layer band tức là nó quy định cái vị trí của cái container. Tại vì cái container là cái để chứa những cái component khác, đúng không? Và những cái container này nó có thể chồng lắp lên nhau không? Giống như bộ bài các bạn thấy xếp chồng lên nhau không? Thì tại một thời điểm các bạn chỉ thấy cái lá bài ở ngoài cùng thôi, đúng không? Còn những cái lá bài phía sau các bạn không biết, đúng không? Thì các bạn đây, cái vị trí của những cái container này nó phân biệt bởi hàng cái layer band, tức là từng lớp, các bạn học Photoshop các bạn thấy là từng lớp nó đè đè lên nhau. Các bạn muốn chọn xem cái lớp nào thì các bạn phải chọn cái vị trí đó để cho nó show cái lớp đó lên, được không? Content band tức là đây là nó chứa cái nội dung của cái content, tức là những cái nút nhấn này,
chúng ta thả những cái component vào trên những trong cho những cái container này nó chứa trong này nè, à, thì nó là container. Menu, menu tức là những cái gì, những cái component ở phía trên, ở phía trên đầu cái container thì người ta kêu nó là cái menu gì nữa, đúng không? Các bạn thấy có những cái cửa sổ mà ở phía trên nó luôn luôn có menu ấy, nào là file, edit, view vân vân, đúng không? À, thì những cái đó kêu là menu bar. Chúng ta đi vào, chúng ta học cái cụ thể là cái này ha. Gframe, như vậy gframe là cái gì? Là chúng ta tạo ra cửa sổ, đúng không? Đúng không? Gframe là một cái cửa sổ này, và gframe là một cái container top level, à, nó là cao nhất. À, và để tạo ra gframe nó có hai cách. Thứ nhất là chúng ta kế thừa từ cái lab là gframe. Thứ hai là chúng ta tạo ra luôn một cái đối tượng gframe. Hai cách, cách nào cũng được ha. Đây là cái ví dụ. Rồi các bạn mở nét pin lên, chúng ta tôi cho các bạn làm thực demo thực tế. Như vậy gframe là một cửa sổ, bây giờ tôi sẽ tạo một cái cửa sổ, đúng không? Đúng không? À, nó hiện giờ nó là một container mà nó chưa có chứa component nào cả. Ha. Và nó phải có chiều rộng và chiều cao, đúng không? Đúng không? Đã nó cửa sổ là phải có chiều rộng và chiều cao. Rồi. Rồi các bạn tạo cho thầy một cái project nè, à, new project nè. Được không? Đó. Rồi. Chọn next. Rồi các bạn đặt tên một cái project là gì? My frame. Rồi. Ủa hồi nãy thầy nói là sao? Thầy nói là tạo ra một cái frame có mấy cấp? Hai cách. Cách thứ nhất là tạo ra một cái lát cho nó kế thừa từ cái lát gframe, đúng không? Đúng không? À, thầy sẽ chỉ cách đó. Như vậy thì các bạn hãy tạo cho thầy một cái lát mới bằng cách click chuột phải. À, click chuột phải vào trong cái gói new java class. Đúng không? New java class. Rồi. Sau đó các bạn đặt tên ha. Ví dụ như là main frame. Như vậy theo như thầy nói thì phải kế thừa từ cái lab nào? À, gframe kế thừa bằng từ khóa gì? Span. Rồi, đi phải. Rồi, đồng ý không? Rồi. Thứ nhất là đã nói là gframe là một cái cửa sổ ha, thì chúng ta phải thiết lập chiều rộng và chiều gì? Chiều cao cho cửa sổ này, phải không? Mà thiết lập ở đâu? Thiết lập là phải bỏ ra một cái phương thức nào đó. Như vậy thì nó có cái phương thức đặc biệt gì mà dùng để khởi tạo tất cả những cái giá trị cho cái đối tượng nhỉ? Contractor, đúng không? À, còn ai nhớ contractor không? Hay là đã quên rồi người ơi? Contractor là một cái phương thức đặc biệt, bởi vì cái tên của nó là sao? Trùng với tên. Trùng với tên last. Người ơi, học xong rồi trả thầy hết rồi. Rồi để thiết lập kích thước thì chúng ta dùng cái phương thức là set size. Các bạn thấy set size không? Và các bạn thấy á, cái phương thức set size ở dưới nó có hai cái tham số, đó là chiều rộng và chiều cao, đúng không? Và rồi các bạn hãy thiết lập chiều rộng là 500 và chiều cao là 500. Rồi để hiện ha, để hiển thị gframe. Thì chúng ta dùng cái hàm là set visible là true. Còn nếu mà là font này nó có hiện không? Font nó có hiện không? Set visible true thì hiện, còn font có hiện không? Không hiện nha. Rồi cuối cùng là chúng ta nếu như chúng ta đóng thì chúng ta giải phóng vùng nhớ. À, set default is visible. Đây là hành động kết thúc chương trình. À, nếu như chúng ta
nhấn vào cái nút đóng close ở trên cái cửa sổ đó, thì nó sẽ kết thúc chương trình. Rồi. Dễ không? Tạo ra một cái siêu fan cửa sổ dễ không? Quá dễ ha. Mới có tạo cái cửa sổ thôi. Để cho cái chương trình nó thực thi á thì chúng ta qua cái hàm gì? Amen. Bởi vì khi mà cái chương trình của mình nó chạy lên á thì hệ điều hành nó sẽ vào cái hàm men này nó thực thi lệnh rồi đúng không? Rồi như vậy mình khai báo cái lát của mình là lát gì? Mainframe. Rồi, gọi connector. Rồi bây giờ các bạn chạy lên nó sẽ ra cái cửa sổ phải không? Rồi, đây là cái cửa sổ của các bạn mới vừa tạo. À, đây là cái giao diện của các bạn mới vừa tạo đây. Với kích thước là 500x500. Rồi, tập. Đó là các bạn tạo ra cái cửa sổ siêu quen là một cái container top level. Nhưng mà cái cửa sổ hiện giờ nó có component nào trên đây chưa? Chưa có component. Bây giờ mình sẽ đưa những cái component vào trong đây. Được không? Rồi. Ok. Giới thiệu luôn về cái phần Java Applet. Thì Applet là một cái chương trình mà nó chạy ở trên web ha, là một cái chương trình chạy trên web. Thì cái Applet này được nhúng vào trên web và khi đó chúng ta có thể vẽ ra những cái component trên đó giao diện ha. Thì cái những cái phương thức ha, phương thức gọi là init, tức là phương thức này dùng để khởi tạo một cái đoạn, một cái chương trình Applet. Khởi tạo tức là trong cái phương thức này chúng ta sẽ khởi tạo những cái giá trị ban đầu cho nó ha. Start là bắt đầu chạy ha. Bắt đầu gọi, dùng để chạy một cái Applet. Pen bắt đầu nó vẽ những cái component trên đó. Và sau đó nếu mà kết thúc thì nó sẽ gọi cái phương thức stop và destroy, tức là giải phóng nguồn nhớ. Cái này chỉ giới thiệu sơ lược thôi. Zpen, nhắc lại nếu ai còn nhớ, Zpen là một cái container kiểu gì? Xem tập vô chứ không phải là top level, không? Tại vì cái Zpen này nó lại nằm ở phía trong cái thằng Zpen là cửa sổ lớn nhất rồi. Thì Zpen này nó cũng là một cái container đó. Tại vì cái component này nó chứa những component khác. Nhưng các bạn thấy là cái đây nè. Các bạn thấy có cái đường viền ở đây không? Tại vì cái banner này mặc định là nó trong suốt. Phải không? Và nó có cái đường viền này. Và nó chứa bên trong nó chứa cái gì? Mấy cái label với lại mấy cái tag field. Phải không? Đó, Zpen. Rồi. Thằng screen này nó là một cái component lightweight, tức là nó khá là nhẹ, tức là nó tốn rất ít chi phí. Bởi vì nó vẽ ha, component này nó vẽ chính nó ha. Bằng Java, bằng code Java chứ nó không có kế thừa từ những cái đoạn code trên những cái ngôn ngữ của cái hệ điều hành mà nó chạy trên đó ha. Ví dụ như C công cộng. Vì vậy nó nhẹ. GDBL, chúng ta biết GDBL là cái gì này? Component GDBL này là một cái nhãn. Để một cái ghi chú gì đó, một cái thông báo hoặc là một cái dòng thông tin nào đó trên cái giao diện của mình. Để tạo ra label thì chúng ta thấy là chúng ta có 4 cái constructor rất là đặc biệt. Cái này là gì? Tạo label nhưng mà chưa có thiết lập cái thông tin cho nó. Còn đây là thiết lập một thông tin, còn cái label này là dạng gì? Dạng hình. Còn label này vừa có chữ mà vừa có hình, tức là vừa có thông tin vừa có hình. Đây là 4 cái constructor cho nó. Rồi. Zpen là gì? Component này thể hiện là cái gì? Nút nhấn ha, nút nhấn. Được không? Để tạo nút nhấn cũng có 4 constructor. Constructor thứ nhất là mặc định, constructor thứ hai là cái nút nhấn này nó có cái gì? Thông tin trên nút nhấn đó ha, như là nút là ok hay là cancel hay là gì đó. Rồi gì nữa nè? Hoặc là cái nút nhấn, trên nút nhấn nó có cái gì? Hình, hoặc là trên nút nhấn nó vừa có chữ mà vừa có. Get test tức là chúng ta lấy cái dòng thông tin trên nút nhấn ha. Hoặc là set test tức là chúng ta thiết lập cái dòng thông tin trên nút nhấn, ví dụ như nút ok hay nút cancel hay nút reset hay là nút gì đó ha. Rồi.
Rồi Tibetan nó có một cái nó có một cái interface là action listener, là dùng để lắng